Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay mình làm một món ăn rất là khó luôn đại gia đình. Về học lớp được của cô Sáu. Mình nói vui cho vui thôi, chứ cái món này dễ nhất luôn. Chỉ có cái cách pha nước tương thôi. Một sáng nói chuyện với cô Sáu, cái nhớ nhớ cô Sáu bây giờ làm nước tương tàu hũ chiên. Rồi làm rau rồi xong cái luộc ăn với Bún bún mà về ăn ngon lắm rồi gia đình ăn thấy ngon lắm nên về về cái học cách làm nước tương của cổ. Còn cái tàu hũ thì tùy mình thôi, mình thích chiên giòn chiên mềm gì đó là tùy mình, mà mình thì mình thích chiên mềm 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 giòn giòn. này lâu lâu ăn có lý em hả? Ăn đỡ ngán. Ăn với nước tương cay cay cay. Rồi chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái cách pha nước tương. Để giờ mình chiên tàu hũ cho nó xong cái đã. Rồi. Bún thì mình luộc rồi. Cái này là rất là đơn giản. Ăn ngon, khỏe, bổ khỏe. Theo tiền. Anh ra lấy thì em một hộp mật ong bột vô để em pha nước tương. Ok rồi sao? ngoài thùng nãy ha. Ừ. Mình điểm ra hấp dẫn không? Ăn món này Lâu lâu ăn đơn giản vậy mà nó ngon. Để về ăn cho mình ai thích ăn rau gì nhiều thì ăn. Xuống xuống việc của chị hai nghe. Chú sâu. Bị đòn nghe. Không được á. Mình ăn thịt ăn cá còn nhiều cũng ngán các bạn ơi. Mình ăn tàu hũ như rau rồi chút cho nó khỏe. Mà lẹ nữa. Cái này là nó tích tắc. Cái nước tương. Rồi giờ chút mình sẽ chia sẻ với cái nước tương ha. Cái nước tương á là chủ đạo đó. Tương là chủ đạo của miếng ăn đó, Dạ. của bữa ăn chứ Nước tại tương vì rau thì ngon lành rồi, rồi tàu hũ thì chiên lên thì mọi người ai cũng đều làm được, rồi bún luộc lên thì cô chú anh chị cũng làm được, nhưng cái cách luộc bún cũng quan trọng lắm nha, không phải giỡn đâu đó. Nhưng mà Việt Nam thường thường mình ăn bún tươi nhiều hơn, Ừ. ăn bún khô. Còn bên đây thì bún khô thì em nghĩ chị nào cũng luộc hết, chị nào cũng giỏi hết á. Ừ. Bún thì cũng ok đó. Rồi bắt đầu bắt tay vô làm cái món cái nước Nước tương. nước tương phải không bà xã? Nước tương thì tùy mình, nếu mà ăn chay thuần túy thì không có ăn được tỏi như thì mình sẽ đổi bằng cách nào thì mấy chị ăn chay chắc mấy chị biết. Còn như cô Sáu mình á, thì cổ ăn chay trường nhưng mà không có bắt buộc là phải cử mấy cái hành tỏi đâu đó, thành ra cổ có ăn tỏi nhưng mà ít thôi. Thành ra với cụ mình cũng học lớn của cổ về mình làm đây. Thì bây giờ là mình sẽ có là 4 tép tỏi, 2 trái ớt đó. Giờ mình đâm đâm dập dập trước nha, đâm càng nát thì nào càng tốt. Nếu mà mấy chị ăn đường á thì múc đường bỏ vô đây đâm luôn, đâm mà nó dẻo lại luôn ha. Còn tại mình ăn bột mật ong thành ra mình sẽ bỏ riêng ra ngoài này. Giờ là 2 vợ chồng nghiện cái bột mật ong rồi, cái gì cũng phải là dùng qua cái này hết. Từng ngày ăn quen bây giờ nó ngon lắm. Nó đỡ đường không? Đúng rồi. Thành ra mình ăn ha. Cái này là cái quan trọng nhất nè, cái món này nè. Vậy thay vì mình bỏ đường thì mình sẽ bỏ bột mật ong của mình. Đó. Tùy theo mình làm nhiều ít nha, mình nghĩ mình pha luôn để mà để dành lại trong tủ lạnh luôn. Thế nào rồi sáng mai mình cũng sẽ ăn thêm một cữ bún nữa. Đó. Mình đập vô vậy cho nó nguyện vậy nè. Đó, thấy nó dẻo không? Đó, thì nếu mà đâm với đường á thì nó sẽ dẻo nhẹo như vậy luôn anh đó. Đó. Cái này là về học lớn á, năm về học lớn của em Sáu, À, của cô thấy Sáu. ngon quá làm theo.
rồi thấy ngon quá cái về bắt chước luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cạo cái này mật ong với đường này nè, thay vì đường đi. Ừ. Đó mình quét nó xuống. Rồi. Này. Đó. Kẹo là như vậy đó, bây giờ mình đổ nước tương vô phải không ạ? Đúng rồi, mình đổ nước tương thôi. Cái này tùy theo mình ăn nhiều ít nha. Không có cần phải lường đâu. Cái này cũng không có sợ mặn lạc thì nước tương dạ. Lại có đường có. Đó, thành ra mình cũng không có ấy. Mình làm chắc nhiều ạ. À. Rồi, ngon lành cành đào. À, thấy kẹo ra không? Thấy nhẹo. Dạ, rồi, cái thêm một cái nữa là mình sẽ có cái chảo phi tỏi ở đây. À. Phi tỏi hả? À, phi tỏi thôi, quên nó tỏi hầm. Tỏi thôi. Rồi, là mình sẽ chế vô đây nè. À, nếu mà mình ăn cây bơ rô thì mình cũng làm như bơ rô như vậy. Ha. Đó, rồi mình bổ vô. Mà bên cô Sáu á, thì cô Sáu ăn được, có dầu phụng. Nên cô Sáu làm thấy dầu phụng ngon lắm. À. Mà bên mình thì thôi, mình có dầu, mình ăn dầu gì thì mình làm dầu đó. Ừ. Dạ. Yeah. Thấy hấp dẫn luôn không? Wow, nhìn là có hấp dẫn luôn. Yeah. Cho tí ớt vào đây nữa ha. Dạ, yeah, ớt em Tâm ơi. Tại vì đang ớt nhuyễn rồi. Rồi, giờ là vô bàn thôi. Vậy thôi, rồi bắt đầu dắt bún lên rồi vô bàn. Đó. Chảy nước miếng rồi, mấy chị ơi. Em Năm làm mà em Năm chảy nước miếng. Đó. Nhìn hấp dẫn quá trời. Có muốn ăn đậu phộng thì đâm thêm đậu phộng, còn không ăn đậu phộng thì thôi. Như vậy là tạm đủ. Rồi, bây giờ vậy thôi anh sửa sẵn. Dạ, chuẩn bị đi. Em bắt bún ra nữa là xong rồi. Ok. Nhớ cô Sáu, cái nước tương cô Sáu làm cái hấp rồi hấp dẫn cái gọi nói ông xã. Ghé mua giùm em một hộp tàu hũ. Ở nhà mình còn mà không đủ. Yeah. À, còn cái này á, thì rau thơm của nhà. Rồi ông xã mua cho một cây salad. Như là ông nhà còn đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi. Hello, xin chào gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Thì bà xã vừa rồi nãy giờ cũng nói cái món này đó. Thì rất là hợp lý rồi, Bình Huỳnh cũng thích nữa. Lâu lâu mình ăn đơn giản vậy mà nó ngon. Muốn ăn quê hương, vừa ăn chay mà vừa ngon, healthy cho mình nữa. Đúng rồi. Hôm qua thì hai vợ chồng ăn cua rồi phải không? Đúng rồi. Thì hôm nay mình ăn cái món này để cho nó trở lại healthy ha. Ừ. Rồi xin mời đại gia đình của mình và Hoàng thưởng thức món này, vợ chồng mình nha. Dạ, xin mời đại gia đình. Thầy chịu xả nhiều. À, cô Sáu mà coi video là cười chị Năm rồi. Nói chị Năm là hả, cắt đi cái nước tương rồi, lấy công bí quyết của nước tương chứ. Không phải cắt đi. Anh đang nôn là ăn thử nước tương nè. Dạ. Tại vì hôm bữa em qua nhà của Sáu không có anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cái này là Thảo, em dâu thứ 9 của mình với bé Hiền. Thảo đồng diễn hả? Không. Là ghiền cái món này lắm. Ồ, dạ. Thành ra lúc nào cô Sáu cũng cuối tuần chủ nhật á, là làm cái món này cho bé Hiền với Thảo ăn. Ha. Là vậy hả? Chị Năm nói Thảo ăn chung với chị Năm nha. Hiền nghe, cô Sáu luôn. Rồi xin mời. Xin mời, xin mời. Hấp dẫn quá. Quậy lên nha. Quậy, quậy đều lên. Tại ở trên nó có miếng dầu á. Ừ. Đó. Thì mình ăn rau nhiều, rau ít, bún nhiều, bún ít thì đó tùy mình. Đó, bữa nay em làm gan đâm hai trái ớt á. Đâm hai trái ớt rồi. Như cái này phải có cây cay ăn nó mới ngon sao? Đúng rồi. Đó, rồi có đậu phộng. Trộn lên. Dạ, thích thì bỏ miếng đậu phộng lên luôn chứ. Bỏ thêm. Có đậu phộng mới ngon nha. Dạ. Bây giờ là tới phiên em Năm Trang. Nhìn ngon quá à. Có lý không? Có lý ha. Đó. Mấy chị mấy em cứ vô làm vậy đó. Ăn bữa nào cái gì ngán rồi thì cái mình làm cái món này ăn nha. Cái này vừa nóng hổi đồ đậu hũ vừa mới chiên lên là mình ăn liền. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Xin mời đại gia đình. Ừ. Nước sốt ngon quá. Mà cái này làm quan trọng là nước tương á. Cô chú anh chị các bạn á, thử cái công thức này đi, rất là ngon nha. Mà đơn giản nữa. Cái nước sốt này đâu cần ăn chay em. Hầu như em làm cho theo lý á, nếu mà mọi người mà không ăn chay á, mà làm hết y như thế này, công thức như vậy đó, đi cái nước sốt này luôn đó, rồi làm thêm một lượng thịt bò nướng đó, chung với cái này nữa anh bảo đảm ăn rất là ngon. Ông em thấy ăn thì ngon hơn có thịt bò. Em thấy là quá ngon. Em nghĩ nhiều khi á, cái món này nó hạp như vậy. Mà ăn thay đổi vô cái thịt cái mà hơi bị khác quá. Biết chổi. Để ăn rau nhiều ngon. Yeah. Nó lại dễ hơn. À, to sáng nha. Không sao, chút rồi bạn ơi. Để em đưa qua chỗ để em lặn đi chút xíu ngồi lại. Đã, còn rung không? Ừ. Tắt như vậy rồi cái là bị quên cái là mệt lắm. Ngon quá em. Em có bỏ đậu phộng không? Có. Em nghĩ mấy món này chắc mấy chị ăn chay mấy chị làm hoài. Em nghĩ chắc cô chú anh chị ăn chay cũng ra biết làm cái cách nước mắm cái nước tương này ha. Hầu như là đó là chuyên nghiệp ăn chay đó, thì mình cũng tìm tòi ra về cái nước tương để cho mình ăn cho nó ngon miệng, để mình đưa cái thức ăn vào cơ thể của mình cho nó ngon, vào miệng cho nó ngon. Còn các cô chú anh chị cũng như em cháu mà chưa có qua cái công thức này đó, thì mình cứ thử bằng cái này rất là đơn giản nha. Cái này thường thường đi chợ nhớ mua bún để dành nè, rồi cái tàu hũ này thì hầu như nhà nào cũng có rồi, không có thì dễ, thì vô chợ nào mình mua cũng có, nhất là chợ Hàn Quốc em hả. Chợ Mỹ cũng có nữa. Chợ Mỹ cũng có luôn. Mua về cái mình mà chiên lên thôi, chỉ có chiên và luộc rau. Rồi cái kỹ cái cách thức mà cái cách đem nếm này nè. Cô chú anh chị như các em cháu mình làm cho nó theo cái công thức của cô Năm nhà ta chút xíu nữa là có một ăn ngon lành. Mình không có nêm nhưng mà rất là vừa ăn. Tại vì cái nước tương nó cũng ngon. Ăn thêm miếng rau. Ăn bên nhà rau. Mà rau phải sắc như vậy nè. Sắc nhỏ nhỏ như vậy nè. Dễ ăn. Dắt đậu phộng đồ lên nữa là mê tôi. Con đậu phộng luôn. Ba mẹ ăn trên này xu với dưới ngái. Mới cái thầy đó mà chỉ ngái tay tay rồi đó. Cái này là tàu hũ ở nhà còn anh chiên lại nè. Còn cái này là tàu hũ anh mua về nên em cái cắt cái xếp nó nhỏ hơn. Hôm qua thì cái nằm neo còn có khách. Nhưng hôm nay thì hơi chậm chậm trở lại bởi vì mọi người đi quay trở lại việc làm. Sau cái ngày lễ thường thường đó, ở nơi đâu cũng vậy, rồi nó cũng chậm lại một vài ngày rồi bắt đầu cái nó từ từ rồi bắt đầu nó răng đều trở lại.
Thì em có để ý tấm giống anh gì không? Là ở Việt Nam á, nhiều lúc gặp bà con anh em mọi người đông quá, và những cái việc mà mình suy nghĩ mình đừng làm cái này cái nọ cái kia nè, cái tự nhiên mình quên mất. Khi mà về đây lúc mà định hình nó lại cha mình quên làm cái này quên làm kia, có chứ. Mình quên cái điều này điều nọ anh ha. Ủa chứ em thấy em về lâu quá không về đó, tại gia đình. Mà em nghĩ cô chú coi em, mấy em là coi là biết rồi. Về thấy lâu quá xong xuôi cái mình thấy người nào mình cũng ngỡ ngàng hết trơn á. Giống như mừng quá cái tự nhiên mình bị lăn lăn luôn. Rồi tới lúc đi cũng vậy. Trước ngày sửa soạn đi là bắt đầu là mình không muốn nhắc tới chữ đi, mà cứ cái thùng cứ mở ra mới vô, không có chịu ràng lại cho rồi. Về đi lại á. Người đó bằng thần á, đừng muốn đi, đừng muốn không. Nó cũng buồn buồn. Nhất là mẹ. Thấy đi ra đi vô thấy con đi gì hả con? Không ở lại vài bữa nữa hả con? Vậy á. Giống như mình đi xe. Giống mình đi xe muốn về thì xách đồ đi ra cái đi về. Đi máy bay nó không mẹ ơi con đi máy bay. Đúng ngày đúng giờ con phải về. Hy vọng là đám giỗ năm nay thuận đường xuôi gió hai chồng đi chuyến đêm ha. Dạ hy vọng. Và chuyến lần đầu tiên vợ chồng mình luôn đi á, nói chung lần đầu hai vợ chồng để em xui em là ở nhà mà tới lâu như vậy. Nên đúng ra đó là mình muốn ở lại thêm 10 ngày nữa đó, tuần lễ nữa em ạ. Nhưng mà cũng nôn na cho bao là xu quá thôi, hai vợ chồng quyết định quay lại đúng ngày. Nãy giờ mình đã thấy ăn được không? Được. Quậy lên không? Quậy lên. Quá ngon. Phải quậy. Ừ. Tại nó có dầu tỏi trên á, nên mình phải quậy lên để cái mút dầu ở trên không. Cái này nó có thêm cái mùi tỏi đó em. Nó rồi nó thơm 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 nữa, nó làm bắt lắm. Rồi có đậu phộng nè. Rồi có thêm đậu hũ chiên giòn nữa nè. Nó tổng hợp cái vị nó lại với nhau. Mà rất em, là nó hay em, ngon. Em thích chiên như vậy à, chứ em không thích chiên cứng nữa. Em thích chiên mà ăn mà cứng quá, em thích chiên vậy đó. Ăn ngon quá. Thêm chút xíu bún nữa. Mình dắt con bún nhiêu vậy nè. Bún này ngon thì chứ nó rất là đơn giản mà ăn lại rất là ngon. À, cái này em chiên bằng cái chảo non-stick á. Cái chảo không dính á. Rồi em bỏ chút xíu dầu thôi à. Rồi em để hai bên lăn qua lăn lại thôi. Chứ em không có chế dầu mà ngập hết đâu. Thành ra khi mà em nè em lấy vô đây mà nó cũng có bao nhiêu dầu trong cái tờ giấy đó. Đúng rồi. Ngon. Sáu thấy bệnh với Thảo rồi ngủ dậy thờ coi cái thấy hả chảnh biến chừng. Ở Việt Nam mình sướng đi chợ mỗi ngày. Muốn đi ăn gì quá vậy em vẫn đi chợ mình đi nấu ăn. Sáng mình muốn đi chợ lớn chút thì mình đi xuống chút xa chút. Còn mình muốn đi chợ nhỏ trong nhà mình đi bộ ra cũng đầy đủ trên thịt cá gì cũng có.
rau để sớm ta đem lên ta bán. Ở dưới quê đó thì hầu như các bạn cô chú chị cũng như là mình ở Việt Nam ai cũng vậy rồi, ở dưới quê đi chợ sớm quá. Dạ. 5 giờ sáng là bắt đầu mình đi rồi. 5 giờ sáng nhóm chợ. Chỗ của nhà mình á là 5 giờ là nhóm chợ rồi. Và những người đem đồ đồ tới bỏ sỉ quá gì đó thì để đó, xong rồi cái 5 giờ rưỡi bắt đầu có khách lai rai. Như bữa em với mẹ đi ra đó, mới có 5 giờ rưỡi sáng. Hai mẹ con đi ra, em định đi ra trước sân thôi. Xong cái mẹ dậy, cái mẹ ra hỏi con làm gì. Nói con đi vòng vòng đây, nói con đi chợ với mẹ không. Nắm tay mình đi à. Đi chợ. Bà đi sớm bà ra bà coi mua cao, nhưng mà ngoài chợ đó không có cao. Các bạn thấy á, Bình Huỳnh ăn rất là nhiều tô nãy bây giờ, bạn rất là ngon miệng, ăn cứ tiếp tục muốn ăn. Cái này nó không phải là sơn hào mỹ gì gì hết á, nhưng mà nhờ cái món ăn nó lạc miệng. Hầu như đại gia đình của mình nếu mà thử thử đi thì thường thường mình lâu lâu lạc miệng á, nó hợp cái khẩu nữa. Cái rau rồi nước tương rồi mình nói tới nói lui đó, trồng cái đậu phộng nữa. Đó, những món ăn nó rất là dân dã quê hương mà vừa healthy mà vừa tốt cho cơ thể nữa. Thì mình cũng mong rằng đại gia đình của mình, như cô chú anh chị cũng như các anh cháu cứ vào bếp thử cái món này. Rồi nếu mà các bạn thấy mà y như ý như mà vợ chồng Bình Huỳnh nói đó, thì đại gia đình của mình cho Bình Huỳnh cái comment ở dưới để mình biết thêm và để học hỏi thêm. Còn cô chú anh chị nào như các em cháu nào có những công thức nào mà hay hơn đó, thì chia sẻ cho năm tiếp tục chia sẻ cho vợ chồng để mình tiếp thu thêm. Thì hôm nay vợ chồng Bình Huỳnh lên đây cũng gặp gỡ đại gia đình của mình trong kênh YouTube mỗi ngày, chia sẻ cái món ăn này, rồi tiếp tục tới những video tới thì vợ chồng mình cũng cố gắng đem những cái món ăn hay là những gì đó đến với đại gia đình của mình cho vui. Trong từng cuốn video chia sẻ, trước khi vợ chồng Bình Huỳnh chào tạm biệt video, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye, bye. Hẹn gặp lại video kỳ tới tràn đầy năng lượng.